Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà, lại muốn kéo nhau đi gặp Trần Phàm ư? Không biết bọn họ định làm gì nữa đây, liệu họ có gây rắc rối gì cho Miên Mạnh siêu cấp không nhỉ? Lại nói sau khi lão Cầm thuyết phục lão Diệp đòi đi gặp cao nhân bằng được, một lúc sau cả bốn người lần này là dùng phép thuật của võ giả để bay trên mây, để đến chỗ của Trần Phàm. Trên đường đi, Cầm Âm hỏi cha, phụ thân Diệp lão bà nói là sự thật sao? Sao nghe không đáng tin cậy chút nào vậy? Ta cũng nghĩ như con, nên mới lên kế hoạch này để vạch trần hắn. Đột nhiên lão Diệp liền và con gái hạ xuống đất. Trước sắp đến chỗ của cao nhân rồi, chúng ta xuống đi bộ để tỏ lòng thành kính. Nhưng lão Cầm không tin lời của lão Diệp, nên nói với con gái có cần phải làm như vậy không? Âm nhi, chúng ta tiếp tục bay bên dưới. Lão Diệp tức tối gọi Cầm Thiên Phá. Ngươi, phụ thân làm thế nào bây giờ? Đuổi theo chứ sao? Đắc tội với cao nhân hai chúng ta đều chết chắc. Phía trên lão Cầm đã tới nơi trước, ông ta nói lời cay đắng là nơi này sao? Nơi khỉ ho cò gái này mà cường giả có thể nhìn chúng sao? Diệp Kinh Hồng à, Diệp Kinh Hồng, ta là đứa trẻ 3 tuổi phải lừa sao? Rồi lão già Cầm Thiên Phá này lại ngoan cố, tính dùng trưởng lực để phá nhà của cao nhân. Đằng sau hai cha con lão Diệp cũng vừa đuổi tới, dừng tay dừng tay dừng, lão già Cầm Thiên Phá chưa kịp ra trưởng lực, thì trên trời một luồng sét cực mạnh đánh thẳng vào người lão ta, làm lão rớt xuống đất như sung dụng. Rồi kiến ma thái cổ xuất hiện, biến thành khổng lồ toàn thân đỏ rực lửa giận, chỉ là sâu kiến mà cũng dám bất kính với nhà của chủ nhân sao? Muốn tìm cái chết hả? Lão Cầm thì thôi rồi luôn, mồ hôi mũi dãi gì lòng thòng thấy gớm, chắc hồn vía cũng bay hết 9 phần rồi. Đây là hung thú thượng cổ khiến ma thái cổ ư? Lão Cầm rung cầm cập, quay lại phía sau gọi Diệp huynh ơi cứu ta, ta lần sau không dám nữa đâu. Nhưng nào ngờ quay lại thì thấy hai cha con lão Diệp đang quỳ lại, và xin đại nhân ở trên, chúng ta là bạn của cao nhân, tuyệt đối không có chút bất kính nào với cao nhân, xin đại nhân giơ cao đánh nhẹ. Nhưng lúc này khiến ma đã nổi giận tột độ, đã không còn kiềm chế được bản thân, nó gào thét trước mặt lão Cầm. Ta thấy hắn không giống như muốn đến thăm chủ nhân, còn lão Cầm thì căn nhà này chắc sợ đái ra máu luôn. Nhưng cũng may lúc này cây trượng thiên thành ra tay vươn các dây leo ra giữ kiến ma lại, không thì lão Cầm chắc đã làm mồi cho kiến ma rồi. Trượng thiên thành quát, kiến ma dừng tay. Kiến ma vẫn hang máu, thanh đế là bọn họ mạo phạm nhà của chủ nhân trước mà. Lão Cầm nghe tới cái tên thanh đế, ông ta liền nghĩ đại lục thần võ chỉ có một người có tư cách được xưng là thanh đế, đó là thời đại thượng cổ nhân vật tuyệt thế nghịch thiên chiến đạo thanh đế. Thanh đế chính vạn năm trước đã quy tiên, lẽ nào chỉ là trùng tên thôi sao? Trượng thiên thành nói với kiến ma, ngươi phạm tội đợi chủ nhân về sẽ tự quyết định. Kiến ma vẫn không phục, nhưng mà đám sâu kiến này giết chết là được rồi, tại sao lại phải làm chướng mắt của chủ nhân? Nghe kiến ma nói vậy, lão Cầm sợ hãi ôm chặt cổ của lão Diệp, còn lão Diệp là oan người, đừng có kéo theo ta chôn cùng, chứ dây leo nhốt rồng nhận lệnh. Rồi dây leo liền quấn chặt lấy kiến ma nhằm không cho kiến ma lạm sát người vô tội. Kiến ma thì la lối dữ dội, thả ta ra mau, ta sẽ làm thịt tên sau kiến kia. Như dây leo trói rồng dường như không có tác dụng, cùng với kiến ma thì phải sau một hồi vùng vẫy, kiến ma cũng thoát ra được, nhắm hướng lão Cầm và lão Diệp mà lao tới. Dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta đây là muốn dọn dẹp mấy thứ chướng mắt cho chủ nhân mà. Thấy kiến ba lao đến, lão Cầm và lão Diệp ôm chặt lấy nhau khóc lóc, là hắn đã mạo phạm chứ, không phải tôi, tha cho tôi đi mà, tôi sợ lắm rồi. Thấy vậy Trượng Thiên Thanh can ngăn kiến ma, dừng tay lại, chủ nhân là người hiền lành không thích lạm sát người vô tội. Nhưng lúc này khiến ma máu dồn lên não, không còn nghe bất kỳ lời can ngăn nào nữa, liền bỏ nhanh về phía lão Cầm và lão Diệp. Lần này Trượng Thiên Thanh đã nổi giận thật sự, toàn thân ông ta phát ra một luồng sét xanh quỷ dị, ông ta gầm lên, kiến ma còn không dừng tay, ta sẽ thanh lý ngươi trước đấy. Kiến ma lần này biết đã chọc giận thanh đế, kiến ma cũng phải sợ đổ mồ hôi hột trước sức mạnh của thanh đế. Cuối cùng kiến ma cũng nhượng bộ mà tha cho đám người lão Cầm và lão Diệp một mạng. Nhưng kiến ma cũng quay qua nhìn bọn họ rồi buông lại một câu, hãy ngoan ngoãn đợi chủ nhân quay về, còn làm loạn thì ta, các ngươi sẽ là bữa tối của ta. Trong nhắm mắt của kiến ma chứa đầy lửa giận, chỉ toàn là hình bóng của bốn người bọn họ, còn lão Cầm vẫn chưa chịu buông lão Diệp ra. Ông ta khóc thút thít, sao mình không nghe lời lão Diệp chứ, giờ ta hối hận quá đi. Hu hu. Cảnh chuyển đến tiệm rèn tại trấn Thanh Khê, lúc này đại tráng đang cùng với Trần Phàm uống rượu giải sầu. Cho dù Trần công tử có tu luyện được hay không, đều là người được sùng bái nhất trong cái trấn này rồi, nhưng dường như Trần Phàm vẫn còn buồn. Anh ta nghĩ dẫm dưới thiên kiêu, ngang bằng với cổ đế, vô số hồng nhan tranh giành, không ngờ đều là giấc mơ. Đại tráng tiếp tục an ủi Trần Phàm, bản lĩnh của Trần công tử cũng có thể vang danh khắp thiên hạ, Trần công tử nhất định làm được. Như được tiếp thêm sức mạnh, Trần Phàm đứng dậy đập bàn nói, người nói rất đúng, trời sinh ra ta nhất định là có tác dụng, ta có 360 nghề, sợ gì không làm idol giới trẻ. Được rồi, hai người cầm cả chum rượu to đùng lên cụng, kính Trần công tử, kính cho tương lai dạng người sắp tới của ta. Cạn, nhìn ra bên ngoài Trần Phàm thấy mặt trời đã lặn, trời đã tối rồi, ta cũng phải về đây, thấy trời tối sợ nguy hiểm cho anh ta. Nên đại tráng rủ, hay là tối nay Trần công tử ở lại chỗ của ta nhé. Vừa nghe đại tráng mời gọi, là Trần Phàm nghĩ ngay ra cảnh tối nay sẽ như thế nào. Anh ta từ chối luôn, bỏ đi bạn ơi, ngày tháng còn dài vậy, để ta tiễn ngài. Nhưng vừa ra tới ngoài cửa, trước mặt liền xuất hiện một con ngựa trắng đang ăn cắp thịt của đại tràng. Thấy vậy anh ta la lớn, con ngựa khốn kiếp kia sao lại lén ăn cắp thịt lạp xưởng của ta. Con ngựa không thèm quan tâm việc đại tráng đang lao tới nó, quyết lấy cho bằng được dây thịt này. Con ngựa này chính là thái tử long tộc của Đông Hải.
con gia súc người còn không nhà ra, ta đánh chết người đấy. Con ngựa nghĩ chỉ là sâu kiến nhỏ bé, lại gọi bổn thái tử là gia súc sao? Nào bổn thái tử đang ngứa chân đây, để ta cho ngươi nếm cú đá long trời lở núi của ta. Nhưng trong lúc đại tráng và con ngựa đang giằng co, Trần Phàm đã lấy trong người ra một cây roi dài rồi, thẳng tay quất vào mông con ngựa một cái chát. Cây roi dường như có sức mạnh khủng khiếp, giống như roi sấm sét vậy, làm cho con ngựa lăn quay ra đất. Con ngựa mếu máo, sao ngươi có thể chứ? Người phàm vì sao có thể làm mình đau như vậy? Trần Phàm thì dửng dưng, sao con ngựa này chịu đau tệ thế? Đại tráng gợi ý, ta thấy Trần công tử và con ngựa này cũng có duyên, chi bằng công tử cưỡi nó về đi, cũng xem như giữ nó lại cho nó ăn cơm. Chắc nó đói quá nên mới đi ăn vụng thôi, thật đáng thương. Trần Phàm thấy cũng hợp lý, liền đồng ý luôn. Con ngựa thì không chịu khuất phục, nó chỉ bằng tiếng ngựa, cút đi cho lão tử. Còn Trần Phàm lại tưởng nó mừng rỡ vì được thu nhận, nên cười cười thích thú. Rồi Trần Phàm tiến lại gần rồi nhảy một phát lên lưng nó, tay thì cầm cây roi, nói đi nào ngựa ngoan. Con ngựa có ý muốn hất anh ta xuống, nhưng bị một sức mạnh thần bí nào đó làm cho nó hoa mắt chóng mặt luôn. Đây sao có thể chứ? Tại sao chân của mình lại không nghe theo sai khiến? Tại sao mình cảm giác cả cơ thể bị núi Thái Sơn đè vậy? Thấy con ngựa vẫn không chịu nghe lời ngon ngọt, Trần Phàm liền lần nữa dùng roi quất mạnh vào lưng nó. Lúc này bị đánh đau quá, con ngựa mới bốc đầu lên là oai, từ từ rồi ta đi. Làm sao mà cứ phải xài bạo lực với loài vật như ta vậy? Nát bét cái mông xinh xinh của ta rồi. Sau khi chia tay đại trắng tại lò rèn, Trần Phàm liền cũng còn ngựa mà mình thu phục được, đi về nhà. Trên đường đi thì hát họ yêu đời lắm, mà không để ý chú ngựa phía dưới đang rất đau khổ. Con ngựa rên rỉ, sao hắn càng ngày càng nặng thế này, mẹ ơi con muốn về nhà. Gần tới nhà, Trần Phàm nghe thấy tiếng nói rôm rả phát ra từ hướng nhà của mình. Ủa, nhà mình có khách ghé thăm sao? Phía bên trong nhà, Trần Phàm, Cầm huynh huynh sao vậy? Còn lão Cầm thì hộc máu liên tục, hình như ta bị đứt ruột rồi. Khinh Vũ nhìn thấy bóng Trần Phàm từ xa, liền nhắc mau nuốt máu ngược vào đi, để công tử biết được chết cả lũ bây giờ. Rồi cả bốn người đi ra ngoài nghênh đón. Khinh Vũ thì vui ra mặt, Trần công tử ơi, bọn ta ở đây nè. Còn Cầm Âm khi vừa nhìn thấy Trần Phàm thì không khỏi bất ngờ, có phải là tên hồi sáng thử võ hồn không? Sao có thể là hắn được? Trần Phàm thấy hai người cũng tỏ ra rất vui. Lão Diệp, Khinh Vũ, mọi người lại đến thăm ta à? Trần công tử, chúng ta lại đến làm phiền rồi. Bỗng hai cặp mắt nhìn nhau, Trần Phàm nhìn chăm chăm vào Cầm Âm. Đây không phải là vị tiên nữ của Thánh Âm cốc kia sao? Anh ta tiến lại hỏi thăm, chào, sao cô lại ở đây? Xin chào Trần công tử. Khinh Vũ liền giới thiệu, cô ấy là bạn tốt của ta. Cầm Âm biết được Trần công tử cứu ta nên mọi người đến để cảm ơn Trần công tử. Đây là phụ thân của Cầm Âm, Cầm Thiên Phá. Còn lão Cầm thì gãi đầu gãi tai, không biết phải xưng hô với Trần Phàm ra sao, sợ lỡ miệng con kiến mà nó lại làm thịt chứ chẳng chơi. Trần Phàm xuống ngựa hỏi, sao sắc mặt của vị lão nhân này không được tốt, có phải bị bệnh rồi không? Lão Cầm mặt tái mét, cao nhân lại xưng hô với mình là lão nhân gia, có phải đang nói ngược không? Mình nên trả lời thế nào đây? Mình hoang mang quá, đang lúc không biết trả lời sao? Lão Diệp vào giải vây, Trần công tử gọi hắn là lão Cầm là được rồi. Lão Cầm chỉ là leo núi mệt quá, nghỉ ngơi chút sẽ không sao nữa. Vậy nhanh dìu lão nhân gia vào trong nghỉ ngơi đi. Mọi người liền theo sau Trần Phàm đi vào. Lão Cầm đúng là không biết nghe lời, giờ đã thấy hậu quả rồi, lần sau không dám khinh thường Trần Phàm nữa. Cuộc gặp mặt này sẽ xảy ra những bất ngờ gì, liệu có như lần trước chiếm được rất nhiều lợi ích không? Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.